giai đoạn 2013-2020, cả nước tìm kiếm, thu tập được 16.962 cốt liệt sĩ. Doanh thu khoán công ty nhôm Đắc Đông TKV năm 2021 đạt 113% kế hoạch, tăng 2% so với năm 2020. Phát hiện 13 trường hợp vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh liên quan đến người nước ngoài. Đó là những thông tin chính có trong chương trình tin tức Đắc Đông ngày hôm nay, 11 tháng 1, ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 được tổ chức vào sáng nay, 11 tháng 1, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư trung ương Đảng Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2022, từ trung ương đến địa phương phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng đảng viên đều bình đẳng và chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng trên cơ sở không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cấp đã khẳng định được bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, nhiệm vụ được giao. Sáng 11 tháng 1, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo quốc gia năm 1 năm Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm quy tập và đề án xác định danh tính hải cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020. Giai đoạn 2013-2020, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 16.962 hải cốt liệt sĩ, trong đó ở trong nước 8.201 hải cốt, ở Lào 2.612 hải cốt, ở Campuchia 6.147 hải cốt toàn quốc tiếp nhận 38.217 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Phân tích ADN được 23.355 mẫu, lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Cơ sở Dữ liệu ADN. Có 4.134 trường hợp được xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu. Các hoạt động đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để phân tích, đối chiếu ADN, công bố, trả kết quả hài cốt liệt sĩ thực hiện chặt chẽ, chu đáo trang nghiêm, đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương. Phát biểu tại hội nghị, tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 công ty nhôm đắc nông, TKV được tổ chức vào sáng nay, 11 tháng 1, đồng chí Điều Ca Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, đơn vị sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ, quan tâm đến các khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh chính quyền địa phương cam kết sẽ nỗ lực tạo mọi điều kiện để TKV nói chung và công ty nhôm Đắk Nông, TKV phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong năm 2021, sản lượng alumin quy đổi của công ty thực hiện được trên 737.000 tấn, đạt 113% kế hoạch. Sản lượng alumin tiêu thụ đạt 692.000 tấn, tương đương với 112% kế hoạch. Sản lượng hydrat tiêu thụ đạt 76.000 tấn, đạt 150% kế hoạch doanh thu khoán năm 2021 của công ty thực hiện được 2.952 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch, tăng 2% so với năm 2020. Lợi nhuận giao khoán thực hiện là 94,5 tỷ đồng, đạt 94,5% kế hoạch, nộp ngân sách 414,89 tỷ đồng, bằng 101% so với năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Mời quý vị và các bạn cùng tin tức Đắk Nông cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay, 11 tháng 1. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 11 tháng 1, Đắk Nông ghi nhận thêm 62 trường hợp mắc Covid-19, trong đó, một trường hợp về từ vùng dịch Đắk Lắk và 61 trường hợp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gồm 24 trường hợp tại cộng đồng, 32 trường hợp cách ly tại nhà, 4 trường hợp trong khu phong tỏa và một trường hợp trong khu điều trị Covid-19. Trong số các ca mắc mới, huyện Cư Rút ghi nhận 17 trường hợp huyện Đắk Lắp 4 trường hợp, huyện Crong Nô 10 trường hợp, thành phố Gia Nghĩa 8 trường hợp, huyện Đắk Minh 2 trường hợp, huyện Đắk Song 1 trường hợp, huyện Đắk Gờ Long 11 trường hợp và huyện Tuy Đức ghi nhận 9 trường hợp. Nâng tổng số ca mắc ghi nhận trên địa bàn tỉnh lên 6.427 trường hợp. Trong năm 2021, qua công tác quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 13 trường hợp vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh liên quan đến người nước ngoài. Đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý hành chính một trường hợp, trực tiếp xử lý hành chính 12 trường hợp vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu là người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hành động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, hoặc đi vào khu vực cấm, khu vực nhà nước quy định cần có giấy phép mà không có giấy phép hoặc đi lại quá phạm vi, thời hạn được phép, cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện xử lý hành chính 33 công dân Việt Nam vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh. Phát hiện 64 công dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh xuất nhập cảnh trái phép về nước chủ yếu bằng đường tiểu ngạch. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.